Cả nhà xem nè, bây giờ thì đã đến giờ đó, là đoàn xe người dân Puerto Rico họ đi diễu hành vào trong cái downtown của cộng đồng người Puerto Rico. Cả nhà mình xem rất là đông nè, đây nào lật cờ nha. Kẹt xe cả một cái góc đường này luôn ơi. Kẹt xe luôn. Rất là đông luôn. Bây giờ họ bắt đầu họ diễu hành. Cái hình ảnh này á, là mình nhớ tới giống như là các kỳ SEA Games hay là World Cup ở Việt Nam á. Đội tuyển Việt Nam vô địch cờ thì họ xuống đường.
thấy có đông vui không ạ? Quá đông. Đó, bây giờ thì mình thấy là từng đoàn xe họ nối đuôi nhau để họ cùng nhau về cái công viên Humble Park. Đó, thì nơi đó thì họ dừng ở đó và mở tiệc, họ mở cái party để họ vui vẻ đó. Có những cái xe mình thấy là trang bị ha, nào là cờ đồ, rồi những cái loa họ mở nhạc rất là lớn. Mình nhìn thấy là những cái xe phân khối lớn rất là đẹp luôn. Thì theo như thầy được biết thì người dân Puerto Rico họ đang sinh sống ở Mỹ thì họ cũng lấy các ngày lễ của Hoa Kỳ và ngày July 4 thì họ cũng chọn ngày đó thì làm ngày độc lập của họ. Nếu như mình tra trên mạng thì mình sẽ thấy ở đây là một khối thịnh vượng chung mà. Rất là đông trên con phố đây nè, họ trang trí hoa văn đồ rất là đẹp luôn. Đó, và ngày 8 tháng 6 là ngày lễ parade của họ thì họ diễu hành rồi và các hoạt động lễ hội diễn ra ở đây thì bao gồm đó là các hoạt động ẩm thực rồi âm nhạc rồi biểu diễn trên cái con phố này. Ngoài ra thì các đoàn xe thì họ sẽ đi diễu hành như thế này, thấy như cả nhà mình xem nè, họ đi diễu hành. Họ đi diễu hành niềm tự hào dân tộc khi mà phát cho mình một cái lá cờ quốc gia. Đó, mình thấy người dân họ đi rất là đông luôn, rất là vui. Đó là những cái lời chào của người dân Puerto Rico, họ muốn chia sẻ niềm vui này đến là tất cả mọi người trên thế giới. Rất là đẹp luôn.
tất cả mọi người một phần một đến vừa đầu bùng nổ global.